Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với một nữ giám đốc công ty nông sản để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Nguyễn Thị Thúy Kiều, 42 tuổi, trú tại thị trấn Erderang, huyện Erhenleu, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, những tháng gần đây liên tiếp có nhiều người dân trú trên địa bàn huyện E leo đến công an huyện và công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo Kiều là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Đăng Anh lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và hàng trăm tấn hồ tiêu cà phê. Theo cơ quan điều tra, ngày 17 tháng 3 năm 2021, Kiều thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Đăng Anh để thu mua nông sản và nhận ký gửi nông sản rồi bán cho các doanh nghiệp. Đến tháng 7 năm 2021, mặc dù đã mất khả năng trả nợ cho các chủ nợ và những người mua bán ký gửi cà phê hồi tiêu, nhưng Kiều vẫn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để phay tiền, nhận ký gửi nông sản của rất nhiều người khác để lấy tiền trả nợ cũ. Tính đến cuối tháng 8 năm 2022, đã có 60 người làm đơn tố cáo Kiều lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 180 tấn cà phê nhân, trên 26 tấn tiêu và số tiền hơn 52 tỷ đồng.